trước ngưỡng cửa hiệp hành. Đức Thánh Cha Phanxicô chọn Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng làm khởi điểm của tiến trình hiệp hành, cũng được nhiều vị gọi là đồng nghị hoặc đồng hành ở cấp giáo phận, là bước thứ nhất và được coi là quan trọng nhất của Thượng Hội đồng Giám mục, với ba mục tiêu chính: dân Chúa cùng hiệp thông, dân Chúa cùng tham gia đóng góp, dân Chúa cùng thi hành sứ mạng. Chỉ mới đọc qua chủ đề, chúng ta cũng thấy thao thức và ước muốn cháy bỏng của giáo hội về một giáo hội đồng tâm nhất trí, đồng lao cộng tác, đồng hướng đồng hành. Một giáo hội không cục bộ bè phái, không ngăn cách quan liêu, không đấu đá loại trừ. Nhưng cũng qua chủ đề được chọn, chúng ta thấy hiện tình của giáo hội. Một giáo hội đang gặp nhiều khó khăn, thách đố từ bên ngoài, nhiều đối kháng căng thẳng ngay trong hàng ngũ. Và chính vì hiện tình này mà Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề Giáo hội hiệp hành được đề xướng triệu tập. Cùng một tâm tình với toàn thể giáo hội trong những ngày khởi điểm của hiệp hành, người viết xin được đóng góp một vài chia sẻ với tư cách người tín hữu trong giáo hội. Trước hết, chúng ta cần đặt vấn đề giáo hội được hiểu thế nào. Danh từ giáo hội không luôn được hiểu giống nhau, bởi người ta nhìn giáo hội dưới những lăng kính khác nhau. Có người phân biệt rành rẽ giáo hội như một thực thể độc lập với người thuộc về giáo hội. Có người giản lược giáo hội vào phẩm trật, đồng hóa giáo hội với các giám mục, linh mục. Lại có người chỉ nhìn giáo hội như một thế lực được thể hiện qua những hành động, thành công xã hội và thành quả thuần túy nhân văn. Những cái nhìn khác nhau về giáo hội đưa đến những thái độ khác nhau đối với giáo hội. Người giản lược giáo hội vào hàng giáo phẩm giáo sĩ sẽ khó có thể ở lại trong giáo hội khi phải đối diện với tình trạng giám mục, linh mục mất phẩm chất, sống ngược với tin mừng, như những giám mục, linh mục bị truy tố vì tội ác ấu dâm. Người đồng hóa giáo hội với quy chế cơ cấu tổ chức rất khó có thể đặt niềm tin vào giáo hội khi cơ cấu của giáo hội thối nát vì tham ô, rạn nứt vì đấu đá tranh giành quyền lực và cơ chế ngày càng nặng nề tính phi nhân, phản tin mừng. Người nhìn giáo hội như một thể chế đế chế với thế lực ảnh hưởng của trần gian sẽ chỉ quan tâm đến số lượng giáo dân, con số nhà thờ, trường học, cơ quan bác ái công giáo mà quên yếu tính của giáo hội là thân thể mầu nhiệm Đức Kitô. Để sống tinh thần hiệp hành của giáo hội, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi chân nhận: thứ nhất, giáo hội là thân thể duy nhất. Đức Giêsu không mơ ước gì ở giáo hội ngoài hiệp nhất trong tình yêu. Ngài đã truyền dạy tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài, tức những ai muốn thuộc về đoàn thể những người tin vào Ngài và đi theo Ngài loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương, và cho họ một huy hiệu chung, một dấu chỉ duy nhất để mọi người nhận ra họ là môn đệ của Ngài, đó là họ có lòng yêu thương nhau. Đồng thời, Ngài dùng hình ảnh cây nho để trình bày tình yêu hiệp nhất của mọi thành viên trong giáo hội khi căn dặn họ: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Ở lại trong nhau tức hiệp nhất nên một với nhau trong Đức Giêsu là cây nho, mà tất cả là cành nho. Các cành gắn bó với nhau và cùng nhau kết hợp với cây, nên không có tình trạng một cành nào đó chỉ muốn gắn liền với cây mà từ chối liên đới, gắn bó với các ngành khác của cây. Thánh Phaolô dùng hình ảnh thân thể để diễn tả yếu tính hiệp nhất trong tình yêu của giáo hội. Bởi tất cả các chi thể của thân thể đều quan trọng và hỗ tương nhau, nên không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung. Thánh nhân còn đi xa hơn khi quả quyết trong thân thể Đức Kitô không những tất cả các chi thể đều quan trọng và có phận vụ riêng, mà còn nhấn mạnh những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất.
những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những bộ phận trang nhã thì không cần chi cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo sắp xếp các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Những dòng trên đây của Thánh Tông Đồ Dân Ngoại như tỏa ra làn hương ngào ngạt của tình yêu hiệp nhất, khi những chi thể yếu đuối, tầm thường, kém trang nhã lại được các chi thể mạnh mẽ, xinh đẹp, tôn trọng, trân quý và vun sới trang điểm cho. Đó là hình ảnh một giáo hội huynh đệ hiệp nhất như lòng Chúa mong ước, khi cơ chế không trở thành cỗ máy vô hồn trong tay một số thành viên có quyền thế, để sẵn sàng nghiền nát không thương tiếc những thành viên yếu đuối, bé mọn, non dại khác. Khi cơ cấu tổ chức không trở thành nguyên nhân phát sinh đố kỵ, ghen tương, ganh ghét và nạn bè phái kỳ thị giữa các thành viên. Khi giáo hội không ưu đãi giai cấp khanh tướng thống trị và dập vùi giai cấp thần dân cùng đinh bị trị. Khi những người được trao trách nhiệm quản trị giáo hội không biến thành những lãnh chúa, lãnh tụ thế gian, dùng uy mà thống trị, dùng quyền mà đe dọa, dùng lực mà trấn áp, dùng mưu mô thủ đoạn mà ru ngủ, dụ dỗ dân lành. Khi thần quyền không trở thành khí giới vạn năng trong tay những thừa tác viên được chọn, thay vì để phục vụ cộng đoàn, lại bắt cộng đoàn phục vụ và đáp ứng nhu cầu bản thân, hoàn toàn trái ngược đường lối của Đức Giêsu. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Như thế, giáo hội là chúng ta, vì chúng ta là chi thể của một thân thể duy nhất có Đức Kitô là đầu. Vì chúng ta thuộc về giáo hội một cách sâu xa và thiết thân như cành gắn bó với cây, nên hiệp thông là yếu tính của người Kitô hữu, như Đức Giêsu đấng sáng lập và là đầu giáo hội hằng mong ước và nguyện cầu. Lạy Cha, xin cho chúng nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Thực vậy, bao lâu chúng ta còn nhìn giáo hội như cơ chế nặng nề phẩm chất, như tổ chức rườm rà những ban bệ, mà không nhìn giáo hội như thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, bấy lâu chúng ta còn mắc kẹt vì lún sâu vào tình trạng phân cách thứ bậc, phân chia quyền lực, phân biệt giai cấp, phân bì quyền lợi giữa các thành phần dân Chúa, là rào cản tường thành không cho chúng ta làm thành một đoàn thể những người hiệp thông với nhau trong cùng một thân thể, một thần khí, một niềm hy vọng, một đức tin, một Chúa, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha. Vì thế sẽ rất khó đi vào việc tham khảo, đóng góp ý kiến cho Thượng Hội đồng một cách hiệu quả ở cấp giáo phận, khi giữa giám mục và linh mục, giữa linh mục và giáo dân vẫn còn một khoảng xa cách biệt. Đây cũng là nỗi lo của Đức Thánh Cha. Vì hơn ai hết Ngài thấy rõ, tình yêu thương hiệp nhất trong giáo hội ngày càng xuống cấp, vì có quá nhiều yếu tố trong cũng như ngoài giáo hội làm phân tán, chia rẽ đoàn thể những người đi theo làm môn đệ Đức Kitô. Chỉ với cái nhìn giáo hội là thân thể mầu nhiệm, chúng ta mới có thể sống hiệp thông và cùng nhau bước đi trong tình hiệp thông, đồng hành với nhau trong đức ái, là mục tiêu thứ nhất và nền tảng của chương trình hiệp hành trong giáo hội dưới sự hướng dẫn và ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần. Bởi nhìn giáo hội một cách khác, không như thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, chúng ta sẽ dễ rơi vào cạm bẫy thường gặp của cơ chế là quyền lực, phe cánh, cục bộ, và cám dỗ khó tránh của cơ cấu là khuynh hướng độc tôn, độc đoán, độc tài khi nắm giữ trong tay thần quyền. Thứ hai, giáo hội là giáo hội được sai đi. Nếu giáo hội không là đoàn thể những người tin vào Đức Kitô và được Ngài sai đi cho một sứ mạng chung, là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, thì chúng ta không có lý do để hợp tác, tham gia, đóng góp như mục tiêu thứ hai được Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 đề ra. Bởi nói đến tham gia là nói đến cùng một sứ mạng, cùng nhắm chung một mục đích. Bởi không cùng mục đích, không cùng sứ mạng thì tham gia đóng góp sẽ không có giá trị và trở nên vô nghĩa.
tại sao chúng ta cần quán triệt và sát tín. Tất cả người Kitô hữu nhờ bí tích rửa tội đều được sai đi để cùng thi hành một sứ mạng chung. Thưa, đó là ý muốn của Thiên Chúa, là lệnh lên đường của Đức Giêsu khi sai chúng ta ra đi để làm nhân chứng sống động, làm ánh sáng muôn dân, làm muối men cho đời. Nên không ai có thể tự cho phép mình độc quyền làm chứng Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc nhân loại, độc quyền rao giảng tin mừng, độc quyền loan báo nước Thiên Chúa. Trái lại, bí tích rửa tội tháp nhập những người đáp lời mời gọi đi theo Đức Giêsu vào thân thể Ngài là Hội Thánh. Bí tích rửa tội mở ra cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu con đường truyền giáo. Bí tích rửa tội đặt trên vai tất cả những ai đi theo làm môn đệ Đức Giêsu sứ mạng xây dựng giáo hội. Chính vì tất cả chúng ta cùng được kêu gọi, cùng được chịu phép rửa, cùng được tháp nhập như các chi thể vào thân thể Đức Kitô, mà mỗi người Kitô hữu có trách nhiệm cùng tham gia, cộng tác, đóng góp xây dựng giáo hội với tất cả tình yêu. Do đó, khi giành quyền thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cho riêng mình, vì cho mình là số ít được chọn trong đám đông và được độc quyền sứ mạng, khi coi giáo dân như những con chiên con cừu ngu dốt, ít học, kém đạo đức, không biết gì và không tín nhiệm, không chia sẻ, không tạo cơ hội cho họ cùng loan báo tin mừng, thì hàng giáo phẩm giáo sĩ khó có thể kêu gọi giáo dân cùng tham gia đóng góp, cộng tác với mình trong công tác xây dựng giáo hội với tình yêu và tinh thần trách nhiệm như các chi thể của một thân thể duy nhất yêu thương nhau và trách nhiệm trên sự sống và hạnh phúc của nhau, mà không bàng quan, thờ ơ, thụ động, tiêu cực. Vì thế, phải khởi đi từ sứ mạng chung, bắt nguồn từ ơn gọi chung được sai đi loan báo tin mừng, các thành phần dân Chúa mới có thể chân thành và hăng hái cùng nhau tham gia, đóng góp xây dựng thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh. Quả thực, bao lâu còn sống chết với não trạng sứ mạng loan báo tin mừng chỉ dành cho người có thánh chức, và những người được chọn này chủ trương chính sách độc quyền sứ mạng, thì bấy lâu sự hợp tác tham gia chân thành và tích cực của thành phần giáo dân vẫn chỉ là hạt muối bỏ bể, khác xa cách tham gia cộng tác theo đòi hỏi của tin mừng, tham gia vào sứ mạng với tinh thần khiêm tốn xóa mình, cộng tác để hoàn thành sứ mạng với tinh thần phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, mà Thánh Phaolô đã làm gương và không ngừng nhắc nhở các giáo đoàn khi viết. Vậy Apollo là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin. Mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao tùy theo công khó của mình. Thứ ba, giáo hội là giáo hội đồng hành trên đường sứ mạng. Được cùng sai đi cho một sứ mạng chung là loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Nhưng mỗi người được trao một sứ vụ riêng, như mỗi chi thể có một nhiệm vụ trong thân thể duy nhất. Mỗi bộ phận giữ một cơ năng đặc thù đặc biệt, nhưng liên đới thiết thân, gắn bó chặt chẽ và luôn ảnh hưởng trên nhau. Đến nỗi bất cứ một chi thể nào đau yếu thì các chi thể khác cùng chia sẻ, chịu chung nỗi yếu đau. Bất cứ bộ phận nào có vấn đề thì toàn thân bất an bất ổn, nên sẽ không có chuyện mắt bảo tay, tao không cần đến mày, hay đầu bảo hai chân, tao không cần chúng mày. Cũng thế, giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả đều chung một sứ mạng nhưng không cùng sứ vụ. Giám mục có sứ vụ của giám mục, linh mục có sứ vụ của linh mục, tu sĩ có sứ vụ của tu sĩ, giáo dân có sứ vụ của giáo dân, và tất cả các sứ vụ riêng biệt ấy đều quy hướng về một sứ mạng chung. Tất cả các hoạt động đặc thù ấy đều có cùng mẫu số chung là phục vụ xây dựng giáo hội. Tất cả các đoàn sủng tức ơn đấng bậc ấy đều có chung một mục đích là xây dựng Hội Thánh. Vì thế không có tình trạng căm thù và đấu tranh giai cấp giữa các thành viên thuộc giáo hội,
không có đấu đá tranh giành, mưu mô luồn lách chạy chức chạy quyền trong giáo hội, càng không thể để xảy ra cảnh ghen tị, bôi bác, so đo loại trừ, dựa trên thành quả hay thất bại của sứ vụ. Vì trên hết và trước hết, giáo hội không là xí nghiệp, không là cơ sở kinh doanh, cũng không chỉ là tổ chức trần thế với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nhưng là một thân thể duy nhất có Đức Giêsu là đầu. Ở đây chúng ta cần lưu ý, vì giáo hội là tập thể những người đi theo và tin vào Đức Giêsu ở trần gian, đoàn thể môn đệ Đức Giêsu còn trên đường dương thế, nên nhu cầu tổ chức với cơ cấu phẩm trật và nội quy kỷ luật là nhu cầu chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên, không vì thế mà giáo hội được phép tự trói buộc, khép kín, giam hãm mình trong cơ chế, đặt sự hoàn hảo hiệu lực của cơ chế thành lý tưởng tiêu chuẩn của giáo hội. Vì giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, với những đứa con tự do, được bao phủ bởi ơn Chúa Thánh Thần, đấng như gió muốn thổi đâu thì thổi, và không ai biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu, nên không ai được quyền dập tắt thần khí, như Thánh Phaolô đã cảnh báo. Quả thực, chỉ với niềm xác tín trên, chúng ta mới có thể nói đến khả năng đồng hành, cùng nhau đến nơi được sai đi, mà không kỳ thị phân biệt giữa các thành phần phẩm trật. Chỉ với tinh thần của toàn thể dân Chúa cùng được sai đi cho một sứ mạng, nhưng không cùng sứ vụ, người giáo dân mới cảm thấy không bị các đấng bậc coi như bầy chiên bầy cừu, chỉ biết bảo sao nghe vậy, khúm núm thưa bẩm, miễn cưỡng đồng tình, thụ động đồng ý, ấm ức đồng hành, là nguyên nhân phát sinh và âm ỉ nuôi lớn những bất mãn, bất đồng, chờ ngày bùng nổ, mà hậu quả sẽ vô cùng khốc liệt, tai hại cho giáo hội. Nhưng để có thể đồng hành, mọi thành phần dân Chúa phải bắt đầu bằng lắng nghe nhau. Đây là điểm rất yếu vẫn còn tồn tại vì ăn rễ quá sâu trong giáo hội. Khi các đấng bậc không quan tâm đến sứ vụ lắng nghe giáo dân như chủ chăn biết lắng nghe tiếng chiên mình, mà Đức Giêsu đã ân cần căn dặn trong Tin Mừng Gioan khi mô tả thái độ ân cần gần gũi chiên của mục tử nhân lành: chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết khỏi chuồng, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không theo người lạ, vì chúng không nhận biết người lạ. Sở dĩ chiên nhận ra tiếng của chủ chăn, vì chủ chăn chân tình nói với chiên và chú tâm nghe chiên nói. Nhờ thế chủ chăn mới biết chiên mình, mới đích thực là mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, khi nói được những lời của Đức Giêsu mà không hổ thẹn: tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Quả thực có đối thoại mới có cảm thông, có nói và lắng nghe, chúng ta mới biết nhau, hiểu nhau, thương yêu nhau, là điều kiện để thực hiện mục tiêu đồng hành trên đường sứ vụ. Hơn thế nữa, có biết nói với nhau và lắng nghe nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau lắng nghe Đức Giêsu như các chi thể quan tâm đến nhau và biết cùng nhau làm theo ý muốn của đầu. Hình ảnh hai môn đệ cùng đi trên đường từ Jerusalem về làng Emmau trong Tin Mừng Luca cho chúng ta thấy rõ hơn thế nào là đồng hành sứ vụ. Trên con đường của buổi chiều buồn ấy, hai môn đệ Đức Giêsu đã nói với nhau rất nhiều và đã chú tâm lắng nghe nhau nói. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc vừa mới xảy ra. Những sự việc mới xảy ra là chuyện Đức Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh đã nộp người để người bị kết án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Không chỉ kể về biến cố đau buồn vừa xảy ra, hai môn đệ còn chia sẻ niềm hy vọng Đức Giêsu là đấng cứu chuộc Israel và sự kiện phục sinh đang gây ồn ào khi có mấy bà trong nhóm họ đã ra thăm mộ Đức Giêsu ngay từ sáng sớm nhưng không thấy xác người đâu cả. Khi về, các bà còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đã sống lại. Và lạ lùng thay, đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Cùng đi với hai môn đệ đang đồng hành và trò chuyện với nhau, Đức Giêsu trao đổi với họ về chính câu chuyện họ đang nặng lòng. Ngài đồng hành bằng lắng nghe họ nói và giải thích ngọn nguồn, rành rẽ những gì họ chưa biết.
Ngài không đồng hành một cách thụ động, nhưng đồng hành bằng chia sẻ với họ lời Chúa, chia sẻ thao thức băn khoăn, niềm vui nỗi buồn, thử thách hy vọng của họ. Ngài còn chia sẻ cả cơm bánh với họ khi trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Thực vậy, đồng hành không chỉ là đi bên nhau như những robot vô hồn, nhưng đồng hành trên đường sứ vụ là vừa đi vừa trao đổi bàn bạc, vừa đi vừa chia sẻ cho nhau tình yêu thương và sự sống trong đức tin. Đồng hành trên đường sứ vụ còn là vừa đi với nhau, vừa đi với Chúa, bằng lắng nghe nhau và cùng nhau lắng nghe Chúa. Vì đoàn lữ hành được sai đi không tự mình thực hiện hành trình sứ vụ, nhưng phải có Chúa dẫn dắt phù trợ. Bởi giáo hội là đoàn người cùng bước đi trên hành trình đức tin, tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa cứu độ và đi theo Ngài. Trước ngưỡng cửa của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 và ở điểm xuất phát của tiến trình đồng nghị hiệp hành, người viết xin hiệp lòng cùng quý bạn và toàn thể cộng đồng dân Chúa, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội, để giáo hội ngày càng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền, nhờ được thánh hóa và thanh tẩy bởi Đấng đã yêu thương và hiến mình vì giáo hội. Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta, cùng ta lướt qua qua một ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sát vai hết bao người bốn phương, phù lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu con hồ Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng đất trời. Chúa cùng nhau ra khơi mang yêu thương.